Trong số chúng ta ai cũng có những cái ước mơ rất là to lớn, ai cũng mong muốn mình đạt được những cái điều mình muốn, muốn chúng ta sống khỏe mạnh hơn, muốn chúng ta sống hạnh phúc hơn, muốn chúng ta sống thành công hơn. Tuy nhiên trên cái hành trình đó không phải ai cũng đạt những cái điều mình muốn. Nếu như có một ngày nào đó bạn cảm thấy chán nản, một ngày nào đó bạn cảm thấy mất hết động lực, thì hãy hỏi lý do tại sao bạn bắt đầu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh. Hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến quý anh chị và các bạn 5 bí quyết giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên có động lực hơn và hạnh phúc hơn. Ok, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn nhớ bấm vào like, subscribe, bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà Vinh Marketing phát sóng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Đây là những bài học mà mình đã học được từ luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Chính những cái bí quyết này nó đã giúp cho cuộc sống của mình trở nên mạnh mẽ hơn, giúp cho bản thân của mình trở nên động lực hơn, và nó giúp cho mình dễ dàng đạt những cái điều mình muốn, và đặc biệt giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn. Ok, cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải xác định rõ ràng cái điều mà chúng ta muốn là gì. Hầu hết mọi người đều không đạt được điều họ muốn là bởi vì họ không có xác định rõ ràng cái điều họ muốn là gì. Việc đầu tiên của chúng ta là vẽ ra cái điều mà chúng ta muốn là gì. Chúng ta phải ghi ra rõ ràng, ra hình dung rõ ràng một cái bức tranh mà chúng ta muốn đạt là gì. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn có một cái website, thì chúng ta phải hình dung ra và ghi ra rõ ràng, phải vẽ ra cái website của chúng ta nó giống với những cái website nào, cái website của chúng ta trong đó nó bao gồm bao nhiêu phần, bao nhiêu bố cục, bao nhiêu nội dung. Chúng ta phải hình dung, chúng ta phải vẽ ra, tự bản thân của chúng ta phải vẽ ra được cái điều mình muốn. Sau khi mà chúng ta đã hình dung rõ ràng và rõ ràng, sau khi mà chúng ta đã hình dung rõ ràng cái điều của chúng ta muốn rồi á, thì cái bước tiếp theo là chúng ta phải xác định được cái điểm hiện tại của chúng ta là gì. Nếu như hiện tại chúng ta là một cái người không có biết lập trình, không có rành về công nghệ, thì coi như là chúng ta là số 0. Vậy thì để mà chúng ta đạt được cái điều mình muốn, để chúng ta có được cái website, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải xác định là cái việc đầu tiên của chúng ta cần làm là cái gì. Nếu như bản thân của chúng ta là một người không có biết lập trình, không có biết về công nghệ, thì cái việc mà để chúng ta có một cái website á, thì nó vô cùng khó khăn. Nó khó hơn cái việc là một người đã có sẵn nền tảng công nghệ, một người đã có nền sẵn lập trình. Vậy thì khi mà chúng ta xác định được cái điểm hiện tại của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được cái phương tiện, chọn được cái đường đi để giúp cho chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn. Ok, khi mà các bạn đã xác định được cái điểm hiện tại của mình rồi, xác định được những cái điều kiện của mình đang có rồi, và bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định cái phương tiện để giúp cho chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn. Cái phương tiện ở đây là chúng ta có thể là thuê một người khác làm giúp cho mình cái website, và mình có website. Cái phương tiện tiếp theo mình có thể chọn ở đây là mình sẽ tự đi học để mình thiết kế website. Một cái phương tiện khác nữa là chúng ta có thể vừa học vừa thuê, và sẽ có rất là nhiều cái phương tiện giúp cho chúng ta đạt được cái điều của chúng ta muốn. Mình lấy một cái ví dụ thứ hai, nếu các bạn muốn tới thủ đô Hà Nội, thì việc đầu tiên bạn phải biết cái thủ đô Hà Nội là ở đâu, địa chỉ như thế nào. Và bước thứ hai, chúng ta phải xác định cái điểm hiện tại là chúng ta đang ở đâu. Để tới thủ đô Hà Nội là chúng ta sẽ đi bằng máy bay, hay là đi bằng ô tô, hay là đi bộ. Sau khi mà chúng ta xác định được cái điều kiện hiện tại chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn cái phương tiện để giúp chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn, giống như việc làm một cái website cũng vậy các bạn ha. Ok, sau khi mà các bạn đã chọn được cái phương tiện của mình rồi, thì việc tiếp theo là chúng ta phải xác định được cái rào cản mà nó đang ngăn cản chúng ta, nó khiến chúng ta bấy lâu nay không đạt được cái điều mình muốn. Có thể là nếu mà bạn là một cái người không có biết gì về website, thì có thể là chúng ta sợ là chúng ta không có rành về công nghệ, chúng ta không có rành về máy tính. Cái việc mà chúng ta có website đó, chúng ta sợ là chúng ta không có sử dụng được website, chúng ta sợ là chúng ta không có chăm sóc được website. Và những cái nỗi sợ đó nó rào cản, nó khiến cho chúng ta không có đạt được cái điều chúng ta muốn. Vậy tiếp theo các bạn hãy liệt kê ra các cái nỗi sợ, những cái rào cản mà nó khiến cho chúng ta không có đạt được cái điều chúng ta muốn. Có thể là chúng ta sợ là chúng ta không có rành về công nghệ ha. Có thể là chúng ta sợ là chúng ta không có rành về máy tính ha. Và chúng ta sợ những cái điều đó, và tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, nó khiến cho chúng ta không có đạt được cái điều chúng ta muốn. Thì ở cái bước này chúng ta phải liệt kê ra các cái nỗi sợ mà nó rào cản của chúng ta. Ok, sau khi mà chúng ta đã xác định được cái rào cản rồi, sau khi mà chúng ta xác định được cái nỗi sợ rồi, bước tiếp theo các bạn sẽ chia nhỏ các cái mục tiêu đó ra. Ví dụ như ban đầu là chúng ta sẽ đi từ cái số 0
và cái mục đích của chúng ta là có một cái website. Thì bây giờ các bạn có thể chia nhỏ các cái hành trình đó ra. Ví dụ như để mà có một cái website á, thì đầu tiên chúng ta phải biết một người làm cái website, hoặc là biết một cái người dạy làm website, là biết một cái công ty hay một cái đơn vị nào đó thiết kế website. Bước thứ hai, chúng ta có thể đi kết nối với họ. Bước thứ ba, chúng ta có thể là học về cách sử dụng máy tính. Bước thứ tư là chúng ta có thể là đi tìm hiểu về những cái gì mà chúng ta đang sợ, và chúng ta sẽ chia nhỏ những cái mục tiêu đó ra thành các cái giai đoạn nhỏ, và chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu để chúng ta hoàn thành những cái mục tiêu nhỏ. Khi một mục tiêu lớn nó được chia ra thành các cái mục tiêu nhỏ, thì cái việc đó nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đạt hơn. Và trên cái hành trình để giúp chúng ta có một cái website, trên cái hành trình mà giúp chúng ta đạt được cái điều mình muốn, thì các bạn thấy là mình sẽ có được rất là nhiều cái mục tiêu đó. Vậy thì cuối cùng, cái việc mà chúng ta có một cái website nó không còn quan trọng nữa, mà chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà mình muốn. Và trên cái hành trình đó, mỗi cái hành trình nhỏ chúng ta đạt được, đó là một cái sự hạnh phúc, đó là một cái điều động lực mạnh mẽ để chúng ta đi tiếp những cái mục tiêu khác. Khi mà chúng ta đã đạt được những cái mục tiêu nhỏ, thì chúng ta nó sẽ khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Và một cái bước cuối cùng nữa, khi mà các bạn đạt được mục tiêu nhỏ thì các bạn nhớ hãy ăn mừng vì chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Khi mà chúng ta ăn mừng á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều động lực để chúng ta đạt được những cái mục tiêu tiếp theo. Và cuộc sống của chúng ta chính là một cái hành trình, và trên cái hành trình đó chúng ta có rất là nhiều cái điểm mà giúp cho chúng ta có được nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc nó không phải là một cái đích đến, hạnh phúc nó chính là một hành trình. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người biết. Và đừng quên bấm vào nút chuông để nhận được những video sớm nhất khi mà Vinh Marketing phát sóng. Ok, bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và bạn trong những video sắp tới. Bye bye.